Trần Hào gọi gà ăn gây bão với những bình luận cực hài hước. Trong thời đại hiện nay, không thể không ngưỡng mộ sự sáng tạo của cư dân mạng. Một cư dân mạng tình cờ gặp thị đế TVB Trần Hào tại một quán ăn và chụp lại khoảnh khắc giản dị của anh. Mặc dù chỉ mặc bộ đồ bình dân với áo thun trắng, quần jean và đôi giày thể thao, nhưng vẻ nổi bật của Trần Hào không hề bị che giấu, đi đâu anh cũng dễ dàng được nhận ra. Người dùng mạng đã vui vẻ chia sẻ bức ảnh này trên mạng xã hội Thread, kèm theo dòng tiêu đề hài hước, tưởng anh ấy chỉ uống cà phê thôi. Ai ngờ lại gọi gà để ăn. Bức ảnh nhanh chóng nhận được gần 7.000 lượt thích và 130 bình luận chỉ trong một ngày. Điều thú vị nằm ở phần bình luận, nơi cư dân mạng không chỉ nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là Trần Hạo, mà còn giúp tạo tiêu đề cho báo chí. Một số bình luận hóm hỉnh như: Trần Hạo u sầu, đi một mình ăn gà xé, ngày mai có thể sẽ có tiêu đề lớn, Trần Hạo bất ngờ gọi gà ăn giữa đường, hãy bấm vào để xem chi tiết, ăn gà uống cà phê chẳng có gì mâu thuẫn, để ta kiểm tra xem quán này có ngon không. Đều vô cùng thú vị và hài hước. Không thể không khen ngợi sự sáng tạo vô hạn của cư dân mạng. Họ hoàn toàn xứng đáng trở thành phóng viên chuyên mục giải trí. Chung Gia Hân, 40 tuổi, giản dị nhưng vẫn đóng băng tuổi tác. Năm nay 40 tuổi, Chung Gia Hân đã kết hôn với bác sĩ trị liệu cột sống Jeremy vào năm 2015 và có hai con gái, một con trai. Cô hiện định cư tại Canada và ít xuất hiện trước công chúng để tập trung chăm sóc gia đình. Gần đây, một cư dân mạng ở Canada tình cờ gặp Chung Gia Hân và chia sẻ bức ảnh chụp chung lên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư. Không chỉ khen ngợi cô thân thiện và xinh đẹp, mà chi tiết một món đồ trên tay của cô đã thu hút sự chú ý và thảo luận sôi nổi. Người chia sẻ viết: tình cờ gặp Chung Gia Hân, cô ấy rất thân thiện và xinh đẹp. Trong bức ảnh, Chung Gia Hân mặc áo dài tay màu nâu đơn giản và quần jean, phong cách giản dị nhưng vẫn nổi bật. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng của cô với làn da trắng mịn và hầu như không có nếp nhăn khiến cư dân mạng trầm trồ khen ngợi, vẫn đẹp như xưa, thần tượng của tôi, thật đáng ngưỡng mộ, không hề thay đổi chút nào, thật trẻ trung. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng chú ý đến chiếc nhẫn kim cương to trên cả hai tay của cô, nổi bật hơn so với trang phục đơn giản, khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ, chiếc nhẫn này thật lớn. Lấy được người chồng tốt, cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc, chiếc nhẫn thu hút mọi ánh nhìn. Chung Gia Hân, cựu hoa hậu Hoa Kiều, được bắt gặp ở Vancouver đi mua thức ăn tiết kiệm. Sau khi kết hôn với bác sĩ trị liệu cột sống Jeremy, Chung Gia Hân đã sinh hai con gái và một con trai, rồi cùng gia đình định cư tại Canada. Mặc dù đã có cuộc sống gia đình hạnh phúc, nhưng Chung Gia Hân vẫn rất đam mê sự nghiệp. Gần đây, cô đã tổ chức thành công buổi hòa nhạc tại Quảng Châu và đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn ở Phật Sơn, đồng thời bày tỏ hy vọng có cơ hội song ca với Lâm Phong những ca khúc trong các bộ phim kinh điển. Cư dân mạng đã chia sẻ trên Tiểu Hồng Thư về việc tình cờ gặp Chung Gia Hân tại một quán trà ở Vancouver, nơi cô trò chuyện với thực khách và thể hiện khía cạnh tiết kiệm của mình. Trong ảnh, Chung Gia Hân mặc áo khoác dài màu nâu, để mặt mộc nhưng làn da vẫn rất mịn màng. Cô mang theo một hộp đồ ăn đã đóng gói và không sử dụng túi ni lông, vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường. Con trai dây của cô cũng xuất hiện trong ảnh, ngoan ngoãn đợi mẹ trò chuyện với khách hàng, cho thấy cậu bé rất biết vâng lời. Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, Chung Gia Hân vẫn rất thân thiện khi được người hâm mộ yêu cầu chụp ảnh, khiến cô luôn được yêu mến từ khi mới ra mắt đến nay. Huỳnh Hạo Nhiên tăng 20 cân để quay phim mới của VTube, lộ bụng phệ và bất ngờ muốn duy trì ngoại hình tròn trịa vì thấy đẹp hơn. Nam diễn viên yêu thích chạy bộ Huỳnh Hạo Nhiên vừa được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc bổ nhiệm làm anh hùng ngôi sao của cuộc chạy từ thiện Hero Run năm nay. Anh sẽ tham gia giải bán marathon vào tháng 1 năm sau, đồng thời tham gia cùng hai con trai trong cuộc chạy Trẻ Em Cùng Bạn, kêu gọi mọi người chạy bộ vì việc tốt, vừa giảm căng thẳng vừa có thể chia sẻ thời gian quý báu cùng gia đình. Gần đây, Huỳnh Hạo Nhiên quay phim mới của VTube, Trận Tái Xuất Nửa Sau, và đã tăng 20 cân để lộ bụng phệ. Anh chia sẻ rằng sau khi đóng máy vào đầu tháng, anh đã bắt đầu tích cực tập luyện để giảm lại số cân đó. Tuy nhiên, quản lý của anh lại cảm thấy ngoại hình tròn trịa sau khi tăng cân của anh trông đẹp hơn và đã ngăn cản việc giảm cân quá mức. Huỳnh Hạo Nhiên cho biết, ít nhất anh muốn giảm 10 cân để loại bỏ phần bụng. Còn về các kế hoạch công việc mới, anh chủ yếu muốn dành thời gian cho gia đình. Huỳnh Hạo Nhiên cho biết, suốt mùa hè từ tháng 7 đến tháng 8 anh bận rộn với việc quay phim Trận Tái Xuất Nửa Sau của VTube. Và đến ngày 5 tháng 9 bộ phim mới hoàn thành. Do đó, anh không có thời gian chơi cùng hai con trai trong kỳ nghỉ hè.
Gia đình đều hiểu, nhưng hai con trai luôn hỏi khi nào bố về để đi bơi. Anh cho biết, con trai Út 11 tuổi rất thích bơi và có thể bơi 20 vòng hồ liên tiếp. Hai con trai của Huỳnh Hạo Nhiên lần lượt 13 tuổi và 11 tuổi. Anh tiết lộ lần này sẽ dẫn các con cùng tham gia cuộc chạy từ thiện Hero Run. Con trai Út thích bơi và anh thường cùng con tập thể dục, coi đó là hoạt động gia đình và cơ hội để tâm sự cùng nhau. Vợ anh thích tập gym và anh cho rằng việc tập thể dục có thể gắn kết gia đình hơn. Anh cũng sẽ kéo cả vợ và con cùng chạy bộ. Vì vợ tôi không chạy nhiều nên vừa chạy vừa đi bộ. Huỳnh Hạo Nhiên cho biết trước đây anh có thể chạy đủ 7 ngày trong tuần, nhưng gần đây vì phải tăng cân cho phim, anh hoàn toàn không tập thể dục hay nâng tạ. Bây giờ tôi có bụng phệ và ngực cũng không còn săn chắc, điều đó khiến tôi thấy tổn thương. Sau khi đóng máy, tôi lại quay trở lại tập luyện. Thời tiết thì nóng khiến tôi rất mệt mỏi. Huỳnh Hạo Nhiên muốn giảm lại 20 cân, nhưng quản lý của anh cho rằng gương mặt tròn trịa sau khi tăng cân của anh trông đẹp hơn. Tôi không muốn có bụng phệ, nhưng lại muốn giữ vẻ tròn trịa, thật mâu thuẫn. Huỳnh Hạo Nhiên lần đầu đóng phim cho VTube, tự trêu đùa cảm giác tân binh thú vị. Huỳnh Hạo Nhiên và Chu Gia Di hôm ngày 18 đã tham dự lễ khai máy và cúng bái cho bộ phim gốc của VTube, tạm gọi là Số Phận Số. Cả hai vui vẻ chia sẻ rằng họ sẽ đóng vai vợ chồng trong phim, và trong buổi phỏng vấn, họ nói, chúng tôi không có cảnh tình cảm gì cả. Chu Gia Di ngay lập tức tiết lộ rằng Huỳnh Hạo Nhiên sẽ có một đối tượng ngoại tình trong phim, và cô tiết lộ thêm, đối với người vợ thì điều này không thể chấp nhận được, khi được hỏi liệu Huỳnh Hạo Nhiên có cố tình tăng cân cho vai diễn mới không. Anh trả lời, Chu Gia Di cứ tưởng bụng tôi là giả, nhưng thực tế tôi đã từ 6 múi biến thành bụng bự, và cái bụng này là cứng đấy. Tôi đã tăng khoảng 8-10kg. Anh còn cho biết quá trình tăng cân kéo dài gần 2 tháng, và nói thêm, không dám tập thể dục, chỉ có thể đóng vai kẻ lười biếng ăn rồi ngủ. Một ngày ăn bao nhiêu bữa? Tôi ăn khoảng 5 bữa. Tối qua sau khi xong việc tôi còn đi đến khu đồng La Loan ăn cơm gà nấm bắc. Khi được hỏi lần đầu đóng phim cho VTube có nhờ Chu Gia Di hướng dẫn gì không, anh cười và nói, chị Gia Di thi thoảng chỉ dạy tôi một ít. Vì ở đây tôi vẫn là tân binh. Chu Gia Di cũng tiết lộ rằng trước đây khi còn ở công ty cũ, họ từng đóng cặp tình nhân với nhau. Khi được hỏi về thời gian làm việc khi quay phim cho VTube, Huỳnh Hạo Nhiên nói, cũng ổn lắm, thoải mái và hợp tác với mọi người rất vui. Chu Gia Di thì chia sẻ rằng quay phim vào mùa hè khá vất vả, và cô nói, lời may mắn là không phải mặc đồ mùa đông. Thành viên 25 tuổi của nhóm P1X3L, Âu Trấn Hạo, George, sẽ đóng vai con trai của họ trong phim. Chu Gia Di hài hước nói, cậu con trai này lớn quá, trước đây các diễn viên nhí đều thấp, còn bây giờ cậu ấy cao quá chừng.